Thầy xin chào tất cả các em. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn cho các em phương pháp dùng máy tính cân bằng phản ứng hóa học. Đầu tiên, thầy sẽ lấy ví dụ phốt pho tác dụng với H2SO4. Sản phẩm tạo thành gồm có axit H3PO4, khí SO2 và nước. Máy tính Casio có thể giải được hệ 3 phương trình 3 ẩn. Ở ví dụ này, ta nhận thấy có 4 nguyên tố. Việc của chúng ta là đi chọn ra 3 nguyên tố phù hợp để tính toán. Trong một phản ứng hóa học có chứa hiđro và oxy, ta mặc định luôn chọn. Bây giờ ta sẽ đi chọn nguyên tố còn lại để tính toán. Nguyên tố này phải thỏa mãn yêu cầu trước phản ứng có số oxy hóa khác không và sau phản ứng oxy hóa thay đổi. Ta nhận thấy trong phản ứng này lưu huỳnh trước phản ứng có số oxy hóa là dương 6, sau phản ứng là dương 4. Vậy nên ta chọn. Ban đầu, ta đi đếm hệ số đối với các nguyên tử có trong phản ứng. Đầu tiên, đối với hiđro trong H2SO4 là 2. Hiđro trong H3PO4 là 3. Hiđro trong SO2 là 0. Và hiđro trong nước là 2. Tương tự đối với oxy và lưu huỳnh. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng máy tính để giải hệ 3 phương trình 3 ẩn. Các em chọn Model 5, 2. Đối với phương trình thứ nhất, ta có 2 bằng 3 bằng 0 bằng và 2 bằng. Phương trình thứ hai, 4 bằng 4 bằng 2 bằng và 1 bằng. Phương trình thứ 3, 1 bằng 0 bằng 1 bằng 0 bằng. Chúng ta có nghiệm x bằng 5 phần 2, y bằng trừ 1, z bằng trừ 5 phần 2. Đối với nước, ở đây thầy mặc định nghiệm của nó là 1. Bây giờ ta sẽ quy đồng. Ta sẽ được các hệ số 5, 2, 5, 2. Cuối cùng, ta sẽ điền hệ số vào phản ứng. Hệ số H2SO4 là 5. Tương tự, H3PO4 là 2. Vì phốt pho trong H3PO4 là 2, nên ta cũng cân bằng phốt pho là 2. Tiếp theo là nước và cuối cùng là SO2. Tiếp theo đây, thầy sẽ lấy ví dụ sắt tác dụng với axit nitric. Sản phẩm thu được sẽ là sắt 3 nitrat, khí NO2 và nước. Tương tự chúng ta sẽ có hiđro, oxy. Sản phẩm còn lại chúng ta xác định được là nitơ. Vì nitơ trước phản ứng có số oxy hóa là dương 5, sau phản ứng có số oxy hóa là dương 4. Đối với hiđro trong HNO3 là 1, trong sắt 3 nitrat là 0. Hiđro trong NO2 là 0 và hiđro trong nước là 2. Tương tự đối với oxy và nitơ. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải hệ 3 phương trình 3 ẩn. Đầu tiên, model 5, 2. Ở phương trình thứ nhất của hiđro, 1 bằng 0 bằng 0 bằng và 2 bằng. Đối với oxy là 3 bằng 9 bằng 2 bằng và 1 bằng. Tương tự nitơ, 1 bằng 3 bằng 1 bằng và 0 bằng. Chúng ta có các nghiệm x bằng 2, y bằng trừ 1 phần 3 và z bằng trừ 1.
Đối với hero nước, chúng ta mặc định là một. Bước tiếp theo chúng ta sẽ quy đồng. Thì sẽ được hệ số 6, 1, 3, 3 tương ứng với phương trình phản ứng. Chúng ta điền hệ số vào phản ứng. Đối với HNO3 là 6. Vì sắt 3 nitrat là 1 nên chúng ta sẽ không điền. Đối với NO2 là 3 và nước là 3. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ khó hơn một chút. Đó là Fe3O4 tác dụng với axit nitric. Sản phẩm thu được sẽ là sắt 3 nitrat, khí NO và nước. Nhìn vào phản ứng này chúng ta thấy rằng ngoài hydro oxy thì chúng ta còn có nitơ và sắt đều thỏa mãn để tính toán. Vậy là chúng ta sẽ có 4 phương trình cho hệ này. Máy tính của chúng ta đang hướng tới giải hệ 3 phương trình phản ứng. Vậy nên thầy sẽ tìm cách để gộp 2 phương trình là 1. Ở đây thầy chọn oxy và sắt để tạo nên một cái biến delta. Ban đầu thầy nhận thấy rằng hydro trong Fe3O4 là 0. Tương tự nitơ trong Fe3O4 là 0. Nhưng oxy là 4 và sắt là 3. Vậy nên thầy quyết định chọn oxy và sắt để gộp nhằm mục tiêu đó là triệt tiêu cả hai thằng này về 0. Bằng cách thầy nhân cho các hệ số của oxy là 3 và sắt là 4. Tương tự thầy nhân hết cho toàn bộ hệ số. Lúc này thầy sẽ tính delta bằng cách lấy tích của oxy trừ cho tích của sắt. Thầy sẽ được 4 x 3 12 trừ cho 3 x 4 12 là hết. Tiếp theo 3 x 3 trừ cho 0 x 4 là 9. 9 x 3 27 trừ cho 4 còn lại 23. Tương tự 3 và 3. Vậy là chúng ta đã xuất hiện được hệ 3 phương trình. Thầy đã được tô màu đỏ. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ giải hệ này. Phương trình thứ nhất, 1 bằng 0 bằng 0 bằng và 2 bằng. Phương trình thứ hai, 1 bằng 3 bằng 1 bằng và 0 bằng. Phương trình thứ ba, 9 bằng 23 bằng 3 bằng và 3 bằng. Vậy là chúng ta có nghiệm x bằng 2, y bằng trừ 9 phần 14 và z bằng trừ 1 phần 14. Tất nhiên, nước thầy sẽ lấy là 1. Lúc này chúng ta sẽ quy đồng. Lấy 14 nhân cho toàn bộ hệ số thì chúng ta sẽ được 28, 9, 1 và 14. Bước cuối cùng chúng ta sẽ điền hệ số và phản ứng. Đầu tiên đó là HNO3 là 28. Tiếp theo đó là sắt 3 nitrat là 9. Vì sắt 3 nitrat là 9 nên Fe3O4 cũng sẽ là 9. Đối với NO thì hệ số là 1, chúng ta không cần phải điền. Cuối cùng là nước. Cuối cùng thầy sẽ lấy ví dụ đồng tác dụng với axit nitric. Sản phẩm thu được gồm đồng nitrat hỗn hợp hai khí NO và NO2 và nước. Điều đặc biệt ở đây đó là tỷ lệ mol giữa NO và NO2 là 163 trên 178. Nếu chúng ta tiếp tục đếm hệ số để áp dụng cho bài toán hệ 3 phương trình phản ứng thì ở mỗi phương trình chúng ta sẽ dư mất một phần tử. Vậy cách giải quyết duy nhất của chúng ta bây giờ đó là gộp NO và NO2 là 1. Ở đây thầy sẽ gộp như sau. Đối với nitơ, thầy sẽ lấy 163 cộng 178 bằng 341.
Đối với oxy, tôi sẽ lấy 163 cộng 178 nhân 2 bằng 519. Lúc này chúng ta sẽ có phản ứng mới. Tương tự chúng ta có hiđro, oxy và nitơ. Cũng như các bài toán trước, chúng ta sẽ đếm hệ số tương ứng với các phần tử. Lúc này chúng ta có hệ ba phương trình, ba ẩn. Chúng ta tiến hành giải hệ. Đầu tiên phương trình thứ nhất, 1 bằng 0 bằng 0 bằng và 2 bằng. Phương trình thứ 3, 3 bằng 6 bằng 519 bằng và 1 bằng. Phương trình thứ 3, 1 bằng 2 bằng 341 bằng và cuối cùng 0 bằng. Nhiệm vụ chúng ta thu được x bằng 2, y bằng trừ của 667 trên 1008, z bằng trừ của 1 trên 504. Và tất nhiên, hệ số của nước chúng ta mặc định là 1. Lúc này chúng ta quy đồng bằng cách nhân tất cả hệ số cho 1008 thì chúng ta được hệ số mới. Vấn đề của chúng ta bây giờ đó không phải là điền hệ số vào phương trình mới này, mà ở cái phản ứng này chúng ta phải quy về phản ứng đầu tiên. Với cái tỷ lệ NO trên NO2 là 163 trên 178 thì thầy sẽ nhân cho 2, tương ứng với hệ số chúng ta vừa mới tìm được. Lúc này chúng ta điền vào phản ứng đầu các hệ số như sau.